Ok, cameraman đi ra xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì video này là một video rất là đặc biệt và Vũ sẽ test cho các bạn một cái mà trên kênh YouTube mà các bạn ít thấy ai làm những cái video như thế này. Thì trước mặt các bạn đây là một cây Pro 8, đây là một cây LD System MAUI 28 công suất 1000W, một cây LD System MAUI 11 và một cây BO-L1 Pro 8. Mà tại vì không mình chưa nó đang có một cây Electro Void nữa mình tính lấy ra nhưng mà đang bị vướng bận hàng rồi nên mình không có lấy được. Thì cái video này là Vũ sẽ test các bạn một thiết bị để những khách hàng có thể đi chơi ngoài trời hoặc là những anh em làm rental chơi sự kiện cho thuê hay là này nọ có thể có một những thiết bị ngoại vi, một cái giải pháp ngoại vi, thì Vũ chia sẻ những cái gì mà các bạn có thể ứng dụng được, thì các bạn có thể mua chúng ta ứng dụng cho cái công việc của mình cũng như là cái mục đích sử dụng của mình. Thì Vũ sẽ lấy cái chạm pin di động để nhỏ nhất để các bạn có thể chơi được ba con này. Lúc tại vì tại sao Vũ lấy làm ba cây thì vì cái con này công suất nó rất là lớn, Vũ lát nữa Vũ sẽ test một bài test là sẽ ba cây này đánh cường độ maximum lớn nhất có thể cho ba cây này cùng một lúc với nhau, coi cái chạm điện ra như thế nào. Vì cái chạm điện này ok, mời các bạn đi theo Vũ nha. Vũ cục sắt ra, anh em giờ là đang nghỉ trưa và đang ăn cơm đó. Đây, buổi chiều bạn, giờ là 6 giờ chiều rồi, bây giờ ca 2 của các anh em rồi. Đó, anh em thơm quá. Long ơi, xách cho anh Phụ. Các bạn, cameraman, ở đây cameraman. Các bạn lấy nè, đây là cái chạm Jotec, các bạn đã biết cái BX04 và BX05. Là hai cái mã đó là Vũ đang bán cho những khách hàng chơi một cây để chơi di động đi bật đi, để chơi những cây Rồ 8, Electro Void, LD System đi để di động mà để có pin, một pin di động. Và đây là size 2000W và đây là size 2400W. Và hai con này thì trọng lượng nó bằng nhau. Đó, các bạn thấy nhìn cái độ, hồi mình ra ngoài mình review các bạn cái con này nha, quan trọng là đánh thử các bạn nha. Ok, xách con này trước đi, lấy con 2500 đi, con này 2000. Đó, dung lượng rồi đi. Action. Vô. Trọng lượng của cái con này là 19kg nha các bạn. Đó. Rồi đi ra cái trước luôn. Rồi. Okay. Rồi cảm ơn em, xoay lại. Rồi. Cho ramen đi ra ngoài. Rồi, được rồi, một con thôi được em. Rồi con đó để đây đi, để đây giùm anh. Rồi để bên hông này nè. Thật ra cái này á nó không phải là cái việc mà là mình review cái âm thanh, mà cái này là Vũ review đúng cái tính chất mà Vũ hay bán cho khách hàng cũng như là cái mục đích nhu cầu của khách hàng rất là nhiều, cũng như cái, nếu mà những anh em làm rental mà biết thêm những sản phẩm này sẽ lợi cho mọi người rất là nhiều đó, nó tại vì ứng dụng rất là nhiều mục đích rồi đấy. Và các bạn biết về cái cục pin á, thì cái việc pin trên thị trường nó rất là nhiều, nhưng mà cái quan trọng để tìm ra một cục pin á có giấy tờ đầy đủ, nhập khẩu chính hãng, chính ngạch đó, CO, CQ đồ đầy đủ đó, rồi chất lượng an toàn khi mà sạc pin cũng như chất lượng về đảm bảo khi mà hoạt động, an toàn pin nó rất là quan trọng. Và không, tại vì riêng cái pin này nó rất là nguy hiểm, không dám sử dụng, các bạn không nên sử dụng những cái mặt hàng mà trôi nổi, nó không an toàn. Chúng ta nên chọn những cái brand lớn, như là với cái brand này nó sẽ cũng tương tầm như là Anker, những cái sản phẩm mà về công nghệ đó. Ok, bây giờ mình sẽ thử các bạn ha. Ở đây á, con size này á thì nó khá là to, thì thật ra nó to thôi chứ mà nó như hiệu bạn một người có thể bưng được các bạn nè. Rồi Vũ bưng này hết chưa, nè Vũ bưng nè, thấy chưa. Ok, nhưng mà nó khá là nặng, thì phụ nữ thì hai người, còn nam thì cần một người thì cũng được rồi đó. Rồi ở đây thì nó có rất là nhiều ngõ sạc cho các bạn sạc tẩu nè, sạc 12V nè, hay là kích bình, hay là những, nói chung là nó hỗ trợ nhiều cái đó. Rồi ở đây là cái độ hoàn thiện nó rất là cao. Còn đây là các ngõ sạc nè, tay C USB nè, tay C hai ngõ ví dụ vậy nè, đó rất là nhiều đây, bạn thấy không nè, bạn phải sạc dưới đây nè, tại vì cái này nó an toàn về chống nước nữa các bạn đó, toàn là sạc chuẩn không à.
quá trời luôn, USB đầy đủ đồ chơi các bạn hết. Rồi quanh ở bên đây nè, đó. Đây là gì bạn? Đây là để sạc nè bạn, đó thấy chưa, DC nè thấy không, đó để sạc vào nè đó. Còn đây là gì bạn? Đây nhìn thấy nó chính là quạt đó. Lỡ mà nóng quá chúng ta mở ra cho nó quạt nó thông thoáng kiểu vậy. Bên đây cũng có cái quạt đấy, này thấy chưa. Và cái này mới đã nè, nhìn sản phẩm họ làm đây ba cái lỗ nguồn thì đây Vũ sẽ tạm thời cắm ba cái lỗ vào cho các bạn xem nha. Một, hai, ba. Rồi và hỗ trợ ba cái nguồn như thế này thì bây giờ các bạn thì nó sẽ, các bạn sẽ đủ đáp ứng được chơi được, ví dụ là hai trụ cột lo lớn đánh ngoài trời, có thể hệ thống mixer rồi DJ mọi thứ, nói chung là nhạc cụ linh tinh lăng tan thì nó đủ chơi cho các bạn trong vòng 3 đến 4 tiếng. Nếu mà chúng ta ít nhạc cụ, ít thiết bị hơn thì nó sẽ kéo dài các bạn hơn. Ví dụ với cái công suất, đây là những cái dung lượng pin, là những đây những thương hiệu lớn thì cái công suất và cái dung lượng nó là dung lượng thật cho các bạn, nó không có bị ảo cho các bạn. Nó quan trọng là cái chỗ đó nó không có ảo cho các bạn ha. Thì đối với Vũ với cây này, nếu đánh con nhỏ thì nó sẽ rơi vào 1.5 tiếng, mà con này là 500W. Vậy 500 nhân cho 2.4 là nhân 5 lên là 5 lần. 1.5 tiếng mà nhân cho 5 thì con này chơi khoảng tầm 6 tiếng nếu mà chúng ta chỉ chơi với hai cây rùa 8 thôi. Ở góc độ là maximum nha, mình đang tính là maximum. Thật ra khi mà chúng ta sử dụng thì chưa chắc chúng ta đã xài maximum đâu. Đó như Vũ chia sẻ với các bạn tham khảo thêm thôi. Rồi, Vũ bật nguồn lên nha, nhắn giữ. Đó. Cameraman phải quay gần gần đấy. Chủ yếu mình test thử cho các bạn chơi. Đó. Rồi bật nguồn lên nè, 1 nè. Khoan để Vũ bật, Vũ chưa bật nguồn AC. Đây, các bạn đợi Vũ xíu nha. USB DC AC. Đấy, để chọn là 900W input nè. Đấy. 300W nè. Cái này là để chọn nha các bạn. Đó, còn đây là cái đèn. Đấy. Đấy. Đấy, rất là sáng luôn. Còn đây là những cái ngõ sạc. Các bạn thấy không? Đây là USB. Đó. Đầy đủ. Và trên đây là cái cáp sạc, cái họng đây là họng đựng cái nguồn dây điện. Đấy, rồi, còn cái nguồn D output AC đâu rồi ta, để Vũ tìm coi nó nằm ở vị trí nào. Đây AC nằm bên đây nha các bạn ha. Đó thì AC nó sẽ hiển thị ở đây các bạn, đây nè, nó sẽ hiển thị ở đây nè. Vũ tắt nè, nó sẽ mất nè. USB nè, nếu chúng ta xài chúng ta bật, còn không tắt đi. Đây, đây là điện AC rồi ha, thấy chưa. Rồi Vũ sẽ lấy nguồn lên đó. Rồi thứ ba nữa là con 11 28. Đấy, các bạn thấy tất cả đều hướng lên điện nè. Đấy chưa? Bô lên điện nha. Rồi con này lên điện nha. Con kia cũng lên điện nha. Ba nguồn. Hả? Ai kết nối cái Bluetooth rồi? Ai kết nối Bluetooth rồi? Em. Ai kết nối Bluetooth rồi? Em hả? Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy Bluetooth con nào làm chính nha. Hồi nãy mình em ơi, em kết nối cái con Bluetooth này làm chính giùm anh đi. Ừ. Mà em lấy con Maui 11 á, 11 nha. Đừng lấy 8, tại vì anh đang lấy cái nguồn input từ đây. Rồi, giờ giùm anh đi, Maui 11. Ok chưa? Rồi, Vũ sẽ làm từng cái nha các bạn. Mút mình Vũ mút này đi. Để cho an toàn. Đấy, bass trap để mặc định hết, không có chỉnh sửa gì hết đó. Để cho một cái các bạn thêm một video nó thực sự là nghiêm túc và nó minh bạch. Đấy, vô reverb. Đấy, reverb tắt đây đi, này phần nhạc mà. Rồi, off nè các bạn ha, chế độ off nha. Quay lại volume Vũ chưa tăng. Rồi, ở đây submit chưa tăng. Rồi, em play thử một bài nhạc thôi giúp anh. Các bạn thì Vũ đã đi dây lại, nãy Vũ đang đi lấy cái con kia out qua, nhưng mà vì Vũ không có in nên Vũ đã đi cái phần dây ngược lại, là cái phần out Vũ sẽ tập trung lấy từ tín hiệu con rùa 8, sau đó đi in vào con 11, sau đó out ngược lại tiếp ra cho con 28. Như vậy là tất cả là đều có hai bài ha. Bây giờ Vũ lấy nhạc, đây là single các bạn ha, các bạn ha, nó đã lên hết nha.
đó, ok chưa? Đấy, bây giờ tất cả ở đây 2 giờ. Rồi. Rồi bạn ra phía trước khi mình đang mở mắt đây. Vũ để cho nó limit tất cả ba cái cây này luôn rồi thôi, để mình làm cho các bạn tin chứ để nhiều khi nói không bạn các bạn không có sự dẫn chứng. Rồi anh mượn nha. Ok, cameraman đi. Thôi bây giờ mình sẽ ra công thức con này 2400 đúng không bạn? Đợt trước cái cây kia mình đã bảo là nó đã như vậy là cái phần thông số. Đây, ba cái cây này nó chơi maximum cái công suất của nó thì nó chỉ đạt đâu đó khoảng tầm 400. Thì đồng nghĩa nếu mà các bạn chơi karaoke nó sẽ liên tục như vậy với ba cây với công suất như vậy sẽ đâu đó khoảng 500W. Thì như vậy bạn có thể chơi được trên 5 tiếng đến 6 tiếng khi mà chúng ta chơi với số lượng loa như thế này. Nếu mà như vậy tùy theo dạng loa một các bạn sẽ chơi một dạng loa là hiệu suất cao công suất thấp, hai là hiệu suất thấp công suất cao. Nó có nhiều dạng, nhiều cái cấu trúc về cái bo điện tử để nó thay đổi để các bạn có thể linh hoạt để tối ưu nó. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi với cái cục này mà chơi với những cái cây Pro 32 thì bạn Vivo hai cây Pro 32 các bạn bao các bạn chơi Vivo thoải mái luôn nha, đánh rừng ở ngoài trời luôn thì chơi được khoảng 4 đến 5 tiếng 6 tiếng các bạn ha. Là cây công suất rất là lớn các bạn. Mà khi đó là mình bao gồm là khi bạn hát nha. Còn nếu mà bạn không hát á thì cái phần watt á nó nuốt nó sẽ ít hơn. Nếu mà chỉ nghe nhạc không á thì chúng ta sẽ chơi được 7 đến 8 tiếng các bạn ha. Nhìn rất đã đúng không bạn? Đấy, mình review mình để cố tình để cho nó liên miệt thiệt để quay cho các bạn phía trước. Là khi mà nó liên miệt như vậy cái công suất tiêu thụ nó hiện trên đây là bao nhiêu thì các bạn có thể chia ra. Để Vũ sẽ làm một cái công thức tính cái công suất ở trên đây cho các bạn để về sau các bạn dựa vào cái công suất này và chúng ta sẽ dựa ra cái watt tổng của nó các bạn sẽ biết là với đạt công suất này nó sẽ chơi cái con pin bao nhiêu là phù hợp và chơi được bao nhiêu tiếng. Nó ra một cái công thức để các bạn có thể hình dung ra được. Còn các bạn những anh em cũng như là khách hàng mà chúng ta muốn chơi á cần được tư vấn thì các bạn có liên hệ đến Thiên Vũ Audio để các bạn có thể tư vấn cho mọi người cách mà chọn một cái cục pin phù hợp với phân khúc loa của mình. Nếu mà loa chúng ta nhỏ thì chọn cục pin rẻ tiền thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn chơi công suất lớn hay là thì sẽ sai nào là phù hợp. Và đối với những bạn mà muốn lấy cái cục này để tối ưu việc mà đi cho thuê hay là đi làm rental, thuê những sự kiện buổi ở ngoài trời, outdoor, đồ mọi thứ hay là những cái chỗ mà bị hạn chế về điện đóm á thì chúng ta có thể dùng cái cục nào để phù hợp. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mong video này sẽ hữu ích và giúp cho các bạn có nhiều sản phẩm các bạn có thể phối hợp với nhau để tạo ra một cái bộ chơi nhạc, nó bộ loa, bộ giải trí nó ngon nhất và nó tốt nhất. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.